bạn, hiện tại Vân Anh đang có mặt tại phim trường Việt Phượng Sentosa. Và cũng rất là may mắn khi mà Vân Anh đến đây thì có một sự kiện diễn ra là 100 cô gái xinh đẹp của chúng ta sẽ được hóa thân thành 100 cô dâu. Và đây là buổi offline câu lạc bộ nhiếp ảnh gia DOF. Hiện tại thì mọi người có thể thấy là các cô dâu của chúng ta đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước khi chụp ảnh cưới. Là điểm hẹn mới của nhiều người yêu nhiếp ảnh, phim trường Việt Phượng Sentosa có diện tích gần 24.000 m² với không gian được dựng sẵn bối cảnh như cung điện, hồ nước, đường phố hiện đại, phố cổ với sự đa dạng về phong cách trang trí và dịch vụ giúp các cô dâu chú rể ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu. Xin chào chị Phượng, thì lý do nào, cơ duyên nào để chị quyết định mở nên phim trường như thế này? Phim trường Việt Phượng Sentosa chính là xuất phát từ cái niềm đam mê ấp ủ cộng với sự kinh nghiệm trong suốt 30 năm đúc kết được, và những cái góc quay, những góc chụp ảnh cộng như cái ánh sáng nó rất là tinh túy, rất là nghệ thuật. Việt Phượng thì có một hệ thống trụ 7 cửa hàng phim áo cưới này, chụp ảnh, xây dựng rất là nhiều cái phim trường ở ngoài Bắc và Sài Gòn, thì Việt Phượng muốn mang cái hơi hướng độc đáo riêng của ngoài Bắc và trong Sài Gòn. Nơi mà Vân Anh đang đứng đây chính là ngôi nhà băng giá được rất là nhiều cô dâu tìm đến đây để chụp hình, và đây là một trong số những bối cảnh châu Âu tại phim trường Việt Phượng Sentosa. Trong không gian bao phủ tuyết trắng lãng mạn như thế này cộng thêm chiếc váy cưới của Vân Anh thì trông Vân Anh chẳng khác nào là một nữ hoàng băng giá cả. Phim trường được thiết kế kết hợp với cảnh trong nhà và ngoài trời, vì vậy các cô dâu chú rể dễ dàng tìm được mối cảnh yêu thích, từ phong cách hoài cổ đậm chất dân gian đến những lâu đài nguy nga tráng lệ châu Âu, hay hòa mình trong thiên nhiên lãng mạn. Vì thế chẳng cần phải đi đến nhiều nơi, các cô dâu chú rể đã có một bộ ảnh cưới đa dạng phong cách, vừa hiện đại sang trọng vừa lãng mạn tinh tế. Thế này thì thấy khung cảnh như thế nào? Lần đầu tiên bước chân đến phim trường này thì em cảm thấy phim trường này rất là thoải mái, gần gũi. Cái bối cảnh là Tây và nó gây sự khác biệt hơn đối với những phim trường khác. Tính cách của em thích những kiểu áo cưới sang trọng. Em tình cờ lướt trên Facebook và đã thấy được hình ảnh bên Helen. Thì em rất thích cái phong cách chụp hình và phong cách váy cưới, ngay cả phong cách make up. Trong một không gian và Vân Anh chỉ cần di chuyển một vài bước chân là đã chuyển sang một bối cảnh khác cũng rất là lãng mạn, đây chính là vườn hoa anh đào. Các bối cảnh chụp trong phim trường được sắp xếp ngay cạnh nhau, do đó các cặp đôi không tốn nhiều thời gian, công sức giữa các địa điểm, vì vậy buổi chụp cũng trở nên nhanh gọn hơn. Mặt khác, các phim trường không quá xa trung tâm thành phố nên việc di chuyển đến địa điểm chụp rất dễ dàng. Các cặp vợ chồng thường chụp ảnh cưới vào mùa nắng bởi vì mùa mưa thì hơi bất tiện. Tuy nhiên với những phim trường được đầy đủ tiện nghi như thế này thì mưa hay nắng không phải là việc gì quá quan trọng nữa. Khi chọn phim trường, bạn sẽ không còn phải lo lắng bị gián đoạn buổi chụp bởi vì yếu tố thời tiết nữa. Tại phim trường có các bối cảnh trong nhà cùng hệ thống đèn cung cấp ánh sáng đầy đủ cho bạn những bức ảnh đẹp. Khi thời tiết thuận lợi hơn, các ekip chụp ảnh lại có thể di chuyển ra các bối cảnh ngoài trời. Tại các phim trường còn bố trí khu vực ăn uống nghỉ ngơi tiện nghi để phục vụ khách hàng. Bối cảnh đa dạng và mọi người cũng thấy được sự tiện lợi của phim trường. Và chắc hẳn là điều mà mọi người đang quan tâm đó chính là giá cả như thế nào, đúng không ạ? Chi phí chụp ảnh tại phim trường sẽ được tính theo ngày với giá cả không quá đắt đỏ. Mức giá chỉ dao động ở mức 500.000 đồng đến 700.000 đồng một ngày và thường được tính trọn gói trong các gói chụp ảnh cưới. Như vậy, các cô dâu chú rể có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn mà vẫn có được bộ ảnh cưới đẹp. Vâng, anh tin rằng là với những thông tin và hình ảnh vừa rồi sẽ giúp cho những cô dâu và chú rể đang có ý định chụp bộ ảnh cưới sẽ tìm ra được một bối cảnh và địa điểm phù hợp để có được một album cưới lộng lẫy và độc đáo. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Phượng Sentosa ở địa chỉ 239 đường Long Thuận, phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn quý vị khán giả và hẹn gặp lại.